Welcome to S Vietnam, the flavors of life. My name is Lâm Vi Sai and I'm currently in Hội An. Motorbikes are not allowed in Hội An. So strolling to get along these narrow small roads is the best way to enjoy this old town. Người Việt có câu, cái khó ló cái khôn. Xét trong hoàn cảnh này thì nó không phù hợp lắm. Nhưng quả là chỉ có đi bộ hoặc đi bằng xe thô sơ, bạn mới cảm nhận được hết những vẻ đẹp tiềm ẩn trong từng ngõ phố, những bức tường rêu phong, những mái ngói âm dương, những lối đi trơn ướt và những quán ăn cổ kính đơn sơ, mà trong đó là cả một thế giới ẩm thực phong phú và hấp dẫn. Tôi đã được đi ăn cao lầu, mì quảng, bánh canh và rất nhiều món ăn khác trong những ngày ở đây. Tôi tự hỏi điều gì khiến ẩm thực Hội An và đất Quảng Nam làm say lòng người đến như vậy. Có rất nhiều lý do, nhưng xin hãy theo chân tôi tìm hiểu một loại gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn. Tuy chỉ là gia vị, nhưng cũng rất nổi tiếng của dải đất miền Trung nhiều nắng gió này. Cho em ngồi đây. Dạ. Để nghe. Tên em là Lâm Vi Sai. Chị tên là Văn. Xin chào. Con biết chị Văn. Em đến đây để tìm hiểu cách làm món tương ớt. Chị đang làm gì đấy? Chị đang bẻ củ trái ớt ra để mà rửa cho sạch. Chị rửa bằng gì? Nước thôi hay là chị có dùng cái gì không? Không, nước sạch thôi. Nước sạch thôi, không bỏ muối hay vô là cái gì không? Sở dĩ tôi hỏi vậy, vì tương ớt. Vâng, tương ớt, món gia vị yêu thích nhất của tôi ở đất Quảng Nam này, chính là chủ đề của ẩm thực hôm nay. Tương ớt là món gia vị không thể thiếu đối với nhiều món ăn truyền thống và được chế biến thủ công trên khắp Việt Nam. Tuy nhiên, tương ớt Quảng Nam lại có vai trò hơn thế. Nó nổi tiếng không kém gì các món ẩm thực lớn, tôi biết. Nhiều khách du lịch tới nơi đây đều tìm mua tương ớt về làm quà. Theo tôi, tương ớt Quảng Nam ngon vì hai điều kiện. Thứ nhất là vỏ ớt. Chỉ có khí hậu và thổ nhưỡng miền Trung mới tạo ra những trái ớt lớn, đỏ và cây nồng đến thế này. Để làm tương ớt ngon, người ta phải lựa những trái ớt chín, tươi và không dập nát. Thứ hai, tôi nghĩ là do phương pháp chế biến. Bước đầu tiên là bỏ cuống rồi rửa sạch, sau đó luộc chín. Trong lúc chờ ớt chín, tôi phủ các chỉ bóc và giã tỏi. Đây cũng là một gia vị không thể thiếu trong tương ớt. Các bạn có thấy thú vị không? Gia vị trong gia vị. Chỉ có những nền ẩm thực lâu đời mới tạo ra được những món ăn sâu sắc đến thế. Tỏi một phần xay nhuyễn cùng với ớt đã luộc chín, một phần bỏ vào phi thật thơm lên với dầu, rồi cho ớt xào cùng một chút muối và đường. I'm gonna try it. Oh my god, spicy, but very tasty. I'm really proud now. I made myself chili sauce, Lâm Vi Sai chili sauce. So this chili sauce is really suitable with almost every kind of Vietnamese food, especially for cao lầu and mì quảng.